Hai chào mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ quay theo yêu cầu là xem năm con chó chích và lửa bữa nở mọi người, với lại cái trứng chớp màu nó có nở chưa, thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì nhiều anh em hỏi là tại sao mà tổ chài lửa mà lại có cái trứng của giống chồng màu, thì thực sự đó thì bữa là con chồng màu đẻ rớt cho nên mình lụm mấy trứng đó mình bỏ vô thôi. Mà đếm xem thôi có mấy trứng. Ồ lộ mấy con. Nếu mà 6 con thì sẽ là có một con chồng màu nở luôn. Còn nếu mà đủ 5 con thì là con chồng màu nó đã trứng chồng màu đã không nở rồi. Thì như thế này chắc cũng khoảng là nay mấy ta? 3 hay 4 ngày rồi mình cũng không nhớ rõ nữa. Sẽ gài chốt lại. Nói chung là mình làm cũng đơn sơ thôi, mà mình dùng dây đó mình cột lại chứ không có làm gì hết. Chế như vậy thôi, đơn giản. Thì thôi mình cũng sẽ tốt với vậy đây ha. Thì mình chủ yếu là mình chia sẻ để mọi người có thể thấy đây, con trống nó đang ở dưới trống đuôi hơi tôm thôi, chỉ có 21 à.